ta còn đến với diễn biến của trận đấu là trận thứ 3. Anh tém vài lời, cho em tém vài lời. Mình lận đôi đấy. Nhưng mà anh đừng hỏi em nhé. Các bạn như trên màn hình chúng ta đang theo dõi là trận trận đấu trực tiếp giữa hai đội FC Saitama gặp FC Real Roma. Okay. Tuy nào có mưa thế nhưng tinh thần của các cầu thủ là rất cao. FC Saitama với đồng phục truyền thống là quần áo màu xanh bảo vệ cầu gôn bên phía tay trái màn hình. Saitama với đồng phục truyền thống là quần áo màu đen bảo vệ cầu gôn bên phía tay phải màn hình. Bước trong trận đấu này, thủ môn Minh Tân vẫn là người được huấn luyện viên Sơn Hiệp tin tưởng giao cho bắt chính. Dồn thẳng mắt. Huy Dương là đội trưởng, còn đội trưởng với thân hình không được quá cao nhưng kỹ thuật rất tốt. Còn đừng có đốt, đừng có đốt. Nghe tôi là sẽ được ra bóng đầu tiên. Trận đấu đã bắt đầu. Bây giờ. Chỉ đạt. Huy Dương. Chỉ bóng lên, chụp. Không được. Bốn anh cùng ơi. Đây là gì nhỉ? Duy Duy. Các bạn đang mở máy trước. Cố lên thôi, cố lên. Cố lên. Cố trang đá luôn. Mày sao mày ơi? Coi như tôi cảnh sát thì cầu thủ đeo khẩu trang sau khi va chạm với các cầu thủ này nó sẽ không được rồi, đi không được rồi. Tính thương thì bây giờ thấp mà. Trở lại sân. Đi này không được rồi. Liệu phòng dịch của anh có thể phòng chấn thương hay không? Binh của Văn Di là kinh. Quá cao. Đây đấy là Hiền sẽ ở sân. Đấy là về đinh rồi, không có đinh thấp đinh cao. Đây luôn nào. Đinh thế là đủ rồi nhưng mà. Vâng, anh Việt, anh có thấy đội hình của Real Toma vẫn như trận đấu đấy. Đầu tiên đi về đinh. Tự như chưa có một sự thay đổi gì đúng không? Vâng. Mới đầu sự thay đổi là của Văn Duy nhưng hiện tại binh của Văn Duy là cá cao nên là Văn Hiền sẽ thay vào sân hay được gọi anh Duy đâu? Duy vừa bị ra sân rồi. Ai bảo ra sân đấy? Trọng tài vì đinh cao quá. Wow, một pha phản công được. Real Toma không có gì nguy hiểm dành cho Saitama FC. Đi dành cho Real Toma. Chỉ đạt được bóng lên. Bắn hết đội bóng. Không được. Saitama có cầu thủ áo số 9 tên Hải Tý. Cũng là một cầu thủ đá ra rất khéo léo. Có kỹ thuật tốt. Tầm ra thể lực dồi dào. Đó cũng đừng như là một khó khăn dành cho hàng thủ của Real Toma. Ờ, đưa kia lại à. Bình luận không? Đội này có thắng 2-1 mà đúng không? Ừ, có thắng 2-1. Ở trận đấu trước thì FC Saitama đang dẫn 3 điểm sau chiến thắng kịch tính trước các cầu thủ FC Coca. FC Real Toma đang có là 1 điểm chia đều với FC BNFC. Và rất lắt léo. Quả bóng rất tốt của Bazi. Rồi, không được, một ý đồ chuyền bóng cho đỉnh kính đây nhưng cầu thủ BNFC Saitama đã đón được bóng. Và phối hợp rất có ý đồ giữa Văn Hình và đỉnh kính. Bazi, không được. Pin dành cho Saitama FC. Trời ơi, trời ơi. Có nguy hiểm không? À, thiếu thừa cả đỉnh kính. Không có chuyện gì xảy ra. Đường bóng rất nguy hiểm. Paolo nỗ lực lui về phòng thủ của đỉnh kính. Chúng ta nên nghe theo tiếng gọi.
FC Saitama. Quý Dương lui về. Số 9 này không quen. Đến Vietstar nha. Style. Con. Bắt gì? Làm gì không được. Thời tiết đang có một chút mưa. Cảm nhận bóng của rất tốt từ đường chìm của Văn Cường dành cho Văn Huy. Thế nhưng anh cũng đã tận dụng tốt được tình huống rồi. Văn Cường. Cố gắng đang gắng rồi. Chúng ta. Gì đã? Chúng phải chúng người của cầu thủ bên phía FC Saitama. Và đã phạt Serian Tobama. Người đang đứng trước bóng là Chí Đạt. Chí Đạt một cầu thủ được biên chế từ một pha sút thẳng. FC Thanh Hóa, à xin lỗi là đội bóng của quê nhà Thanh Hóa. Và phạt góc dành cho Real Tobama. Quý Dương là người thực hiện sự phạt. Quý Dương đội bóng vào. Này là một pha đá biên. Sút lại Chí Đạt ơi. Được. Vâng, và lấy đà hơi làm màu của Chí Đạt. Bóng này đi quá tâm hồn. Phạt góc này. À phạt góc này à? Không được. À quá cao. Từ đỉnh kính. Cầu thủ áo số 12 bên FC Saitama rất nỗ lực. Thế nhưng không được. Quý Dương rất tốt. Và đánh chặn rất đẹp, hoàn thành tinh thần của Chí Dương. Sẽ Chí Dương. Chí Dương. Tao bị giận nhỉ. Rất nhiều. Đoàn đi. Chơi đi, tao quay cho. Tao quay cho xong rồi, bóng về dễ. Mày nhớ đi chiều bóng nhau, sao nghe đến lời thấy bóng lồng nữa. Quý Dương chuyển cho Văn Hiền. Đấy đây. Và không hiểu ý. Chí Đạt cầm bóng, sút thẳng ngay. Thiếu một chút may mắn nữa thì Obama FC đã có một bàn thắng. Phần góc. Rất cố gắng của Văn Hiền. Tuy rằng bóng đá đã có bóng đá trúng vào cột dọc của khung thành. Saitama FC. Anh Hoàng phải tác nghiệp tiếp đi anh. Chí Đạt. Chí Đạt rất dứt khoát. Vâng, nhịp độ trận đấu đang được tiến lên rất cao. Đương nhiên đội nào cũng muốn có 3 điểm để đi tiếp. Không có lôi, không có lôi. Mà nghe còi đi dừng. Tài ơi, du cả tay rồi. Còi bé quá. Saitama FC có một quả đá phạt. Không qua lỗi đỉnh kính. Sẽ có một quả lắm biên. Kính đồ vào. Quý Dương. Bắt đi đâu. Không được rồi.
Một pha phản công nhanh của Saitama FC. Vâng. Quá tầm với. Đội máu đi là quá sâu. Quả có ai chạy vào băng nhỉ? Phát hiện. Quý Dương xuất xa. Không được. Như đó là sẽ một lần cú sút xuất ra của Quý Dương chạm bóng vào cầu điểm bên phía sai tay bà. Nhưng Phòng Anh có ý đồ chuyền bóng cho Văn Hiền. Thay người bên phía FC Saitama. Cầu thủ được tung vào sân là cầu thủ áo số 3. Số 3 ngược. Vâng. Một số 3 ngược. Đây chính là người thực hiện sút phạt góc. Bỏ bóng lên, không được. Các cổ động viên của Real Tobama cần những cầu thủ của mình bình tĩnh lại, chắc chiu hơn trong những tình huống, những cơ hội. Vâng, một sân khá ướt nên việc chạm bóng của các cầu thủ cũng đôi phần khó khăn. Đi thích thật. Anh hiểu không? Vâng. Chết một đội. Quý Dương áp sát thấp thấp. Vẫn là Quý Dương lấy bóng nào. Không được rồi. Vâng. Một pha ngã rất đẹp của Quý Dương, không biết có lỗi hay không. Vâng, đã có lỗi rồi. Đường đá mang về một cú sút phạt dành cho Real Tobama. Những cú sút cầu thủ đối đầu Quý Dương tỏ ra khá mệt mỏi. Vào. Những cú sút Chúng ta sẽ bắt đầu lại. Vâng, Văn Huy rất cố gắng. Văn Hiền mà sân do thời tiết mưa nên khá trơn, không được chuẩn lại cho các cầu thủ. Những pha làm bàn, những pha phối hợp đẹp luôn diễn ra. Tay rồi, tay rồi. Trọng tài đã cho rằng bóng đã chạm tay đỉnh kính. Là một quả đá phạt dành cho Saitama FC. Chúng ta cần chú ý những quả đó. Cố định như thế này giống như kiểu không viên đâu mà bắn. Quyết định. Vâng, một pha phản công nhanh. Huy, Lê Huy rất cố gắng. Quay đi em. Vâng. Bình luận viên Hoàng Cá Mập đã ho rồi. Liệu rằng có Covid hay không? Một pha áp sát rất nhanh. Văn Hiền, Lê Huy rất trơn. Tình huống nguy hiểm. Không được. Rất may là đội tuyển đã lùi về che chắn một phần nào đó, góp cho pha đánh bóng vào rổ của cầu thủ Hải Tý bên phía FC Saitama bị cản trở. Chị Lan. Bắn này. Vâng. Và lao lên Minh Tân, Minh Tân của Minh Tân, một thủ môn dày dặn kinh nghiệm từng thuộc biên chế của đội tuyển quốc gia ấy.
Chí Đạt là người thực hiện chút pin. Đừng nói lạnh. Vâng, một pha, hai người. Văn Duy đã vào sân. Cầu thủ Lê Huy đã ra sân. Đẩy cho đi. Ô, Huy Đạt à? Vâng, với cái đội hình như này thì tôi nghĩ Renato Obama sẽ đá đôi công. Okay, Quý Dương. Bình tĩnh lại. Tĩnh kính. Không được rồi. Đúng với cái tên lại tí, nhanh như tí. Bất kỳ tình huống nào có những khoảng trống là anh băng lên. Rất nguy hiểm. Một pha xử lý rất nguy hiểm của Quý Dương. Các cầu thủ Renato mà cần phải xem lại những tình huống cố định ở bên phần sân nhà. Các cầu thủ bên Saitama áp sát rất nhanh. Đuổi đi anh ơi. Theo như chúng tôi quan sát được thống kê trên màn hình, các cầu thủ Saitama đang kiểm soát bóng với tỷ lệ là 60%. Hai chạm đi. Quay lại nào, tiếp tục chiến đấu nào. Vâng, Quý Dương đã đau chân, đã đau rồi. Thôi. Bình tĩnh lại. Các cầu thủ cần bình tĩnh lại. Vâng, rất xuất sắc nhưng bóng đã đi qua. Phút thứ 19 và tỷ số vẫn đang là không đều. Đá bao nhiêu phút đấy? Chỉ đạt đưa bóng lên. Nắm nào. Người có vẻ không được hài lòng của Quý Dương. Rất cố gắng. Khi hiệp đấu còn một phút nữa thì thôi ông số nào mà không tính thẻ đâu, ngồi dậy đi ông ơi. Cầu thủ của Địch kinh băng lên. Obama rất khẩn trương. Không nhìn thấy rồi, đứng tổng nét. Hiện tại theo như các chỉ số thì vâng. Có một pha đẩy người của cầu thủ Hải Tý. Vâng, trọng tài đang rút thẻ, một màu vàng đã đưa lên. Vâng, màu vàng nhưng anh vẫn mỉm cười, có lẽ đó vẫn là may mắn đối với anh. Pha đẩy sau rất lộ liễu. VFF thì những pha đẩy sau như thế cần loại bỏ. Bắn lên. Bóng rồi. Quý Dương. Liên tục là những pha làm bóng ngẫu hứng của Quý Dương. Thế nhưng bàn thắng vẫn chưa có đối với anh. Bàn thắng chưa gọi tên anh. Chúng ta có 3 phút bù giờ của hiệp đấu thứ nhất. Kính chúc phạt.
không được. Bao nhiêu phút? Trong buổi giờ 21 rồi. Bóng đá là một chuyện, nhưng mà may mắn nó cũng chiếm phần lớn trong một trận đấu. Trận đấu đang diễn ra những phút bù giờ của hiệp đấu thứ nhất. Và những may mắn đấy chưa gọi tên quý dương. Đã thoát ngoài kết thúc hiệp đấu thứ nhất ra rồi. Real Tomama gặp FC Saitama, tỷ số vẫn đang là không đều. Quý vị và các bạn đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút dành cho quảng cáo. Tàng. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trên màn hình của quý vị và các bạn là trận đấu thứ hai giữa hai đội Real Tomama gặp FC Saitama. Xin chào quý vị và các bạn. Chúng tôi đã giới thiệu ở trận đấu trước, FC Real Tomama mặc quần áo đồng phục màu xanh và Saitama quần áo đồng phục màu đen. Quý dương là người thực hiện quay thắt từng phải thắt em này. Quay đi em. Rồi mày nói đi, thì thả ai nói câu thôi. Vâng. Cầu thủ Lê Huy đã quay trở lại sân và đóng vai trò rất quan trọng khi anh vừa bị đau. Trời đã nắng lại và những bàn thắng sẽ đến với Real Tomama thôi, nhanh thôi, quý vị hãy chờ xem. Nghe tao muốn cho nhé, một mỏng nữa. Nói xong đi. Tôi biết được như cái lúc yêu con này ra. Đang nói thầm, sau lưới rồi. Không phải một ông đâu, phải cả đội. Rất vui là chưa qua 3 tháng. Theo như các bạn đã được biết thì các cầu thủ trên sân đều là cầu thủ Việt Nam. Và khi ở Nhật thì các cầu thủ đều là người nước ngoài. Không, tự nhiên thấy vài hôm sau thấy chết mẹ rồi. Có những cầu thủ làm việc và sinh sống tại Nhật. Và xin chào rất căng của cầu thủ. Không sao, cố lên. Saitama. Mà không thể không nhận đến pha bay người rất đẹp của thủ môn Minh Tân. Người bắt cũng người đá cũng hay mà người bắt cũng tài. Nói là trận đấu này cái gì cũng hay. Vâng. Neymar. Chấn thương rất đau phong cách của Neymar. Có lẽ là anh em cùng cha khác mẹ mới lây mà. Ok, anh tóc đỏ đỏ nhìn quen rồi. Chứ đá đội nào đấy? Đây. Đá đội chứ gì nào? Như đá săn đầy à? Đá đội gì không? Phong trang ấy. À, Asahi. Nghệ tinh. Vẫn còn. Quỳ Dương. Pha leo biển rất nhanh. Tiếp tục là những pha áp sát của Quỳ Dương. Những cầu thủ đội bạn muốn có khoảng trống để giúp đến cũng rất khó. Dương là người thực hiện xuất tin. Một lão tướng đã 34 tuổi. Rất là ý đồ của kẻ người ta đi. Bất cường. Không quá, không tính. Không. Đã biết. Thủ môn đã rất tinh danh. Phan Huy, lấy bóng rồi Huy ơi, lên đây em ơi. Rồi, Duy ơi. Thiếu trách nhiệm của Văn Duy khi đối mặt với anh chỉ còn là thủ môn. Vẫn còn. Không được. Trọng tài cho chống còi thì cứ đá đi. Chỉ đạt. Văn Huy. Vâng. Và cái bóng rất tốt của Văn Huy. Sau pha vừa rồi. Có lỗi rồi. Thì Real Tomama được hưởng một pha phạm lỗi. Một pha đá phạt. Vâng, trận đấu cùng giờ với Real Tomama là trận
DTS và Thanh Hóa FC. Bắt cương. Gì bóng điểm cảm giác luôn, nhẹ nhẹ gì. Ông sẽ xa căng lắm đấy. Kiểu chào bóng, đấy là kiểu chào bóng rồi. Ừ. Và đây lao lên một sút, có một bên một gôn. Bình tĩnh lại. Nhìn lúc ai mà giải nhìn giống như hổ. Còn sau khi cầm hòa thì Hà Nội đúng vào hiệp 2 với tinh thần bắt buộc phải có bàn thắng. Một sống một còn. Nên nhịp độ trận đấu đang được đẩy lên rất cao. Trận sau là đội mình gặp ở Cô Cảng. Đuổi lên, đuổi ngay. Còn Huy, đi kích. Không được. Đã có sự thay đổi người bên phía FC sẽ tham 3. Người được rút sang cái chân là cầu thủ áo số 3. Đấy là đứng người xuống quay. Mời vào Bình Tĩnh ơi. Vâng. Hai sự thay đổi người. Theo tôi quan sát được thì Santaba đang muốn đẩy cao hàng công. Liệu đá đôi công với Real Roma bên nào sẽ ăn đây? Đi kích không được. Anh ơi, em cho em quay nhờ đi. Đối với Đức Tân. Vâng, một bàn tay rơi ra để chấn hàng các cầu thủ. Một cách rất chuyên nghiệp. Vẫn đi, rút ra. Một pha phe. Soi con ba không được tốt. Vâng, với hàng bên ngoài thì anh ơi. Không có tên, không có tên. Một điều đương nhiên. Đứng ở giữa thì em ơi, đứng ở giữa này đóng đi. Phạt dành cho các cầu thủ Santa Barbara FC. Quý Dương. Người vừa đánh đầu cản phá pha lên bóng vừa rồi là cầu thủ áo số 10. Hậu vệ bên này tỉnh đấy, hậu vệ bên Santa Barbara ấy. Anh trong người xuống xuống trong người dưới đi. Quý Dương chút bình, được bóng vào. Trời đã lắng lại và sân đã khô. Chồng nói vợ cười. Đất ăn chiều. Vâng. Hóa đô Bình Tân. Lại thêm một và rút tua xuất thần. Cần luôn nào. Chúng ta cần gọi tên Minh Tân thật nhiều. Trước khi bước vào giải đấu, anh có tâm sự với tôi. Anh rất cao khát được nhận. Trúng bóng. Rất đẹp. Nhưng mà đó là một pha tuyệt sản. Đá đi anh ơi, không đánh nhiều. Biên đây gì anh ơi? Chỗ này hả anh ơi? Chính là người thực hiện xuất tin. Con này vẫn là con lươn nhất của bà. Chí đạt. Vẫn là Chí đạt. Vâng. Ngã những chiếc bóng em ơi. Tiếp tục. Trận đấu đang đẩy lên. Cao xa. Trận đấu đang nảy lên. Hoa nở chín đạt. Một bàn sầm sơn. Là có thể được ăn ghẹ. Chín đạt đã rất cố gắng khi anh là một cầu thủ đá thòng. Anh đã sập thẳng vào. Vòng quê nhà đang trung tâm thì anh muốn tìm cho mình một bàn thắng để ăn mừng cùng với quê nhà. Quý Dương là Quý Dương chéo cái. Trời ơi anh Kinh ơi, một pha sút lùn của anh Kinh rất nhiều những pha phối hợp rất đẹp mắt của các cầu thủ Real Madrid đang được triển khai. Để Kinh xuất hiện.
Rất tiếc cầu thủ đội bạn không đánh đầu vào lưới. Trận này xong rồi mình đán luôn đúng không? Đán luôn chứ. Ừ. Chỉ là sút pin. Thay thêm một pha sút pin. Cô thả một cặp cô này mày thôi. Đạt ơi, sầm sớm tự hào về em Đạt ơi. Đấy. Bằng lưới đã bên Sanama đã rung lên thấy đường cho có bàn thắng. Đừng chuyển ngang. Đi kinh. Vẫn là đi kinh. Vẫn được. Vâng, một pha solo. Gặp rồi. Một pha đá góc cho Real Tobama. Theo như chúng tôi được biết thì trận đấu này là một trận đấu thành derby. Trọng tài đã thổ còi trước khi đá phạt. Một pha đá góc. Nên bóng có vào tay thì cũng không kinh. Chúng ta sẽ bắt đầu lại. Ê. Quá vội vàng rồi. Đang nhìn. Đấy khúc rồi. Còn phút thứ 12, tỷ số vẫn đang là không đều. Lê Vy. Chúng ta cần cổ động viên cho anh ấy một cái nhiều hơn nữa. Lê Vy, một cái tên được rất nhiều trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng bàn thắng vẫn chưa có đâu với anh. May mắn vẫn chưa đến với các cầu thủ Real Tobama. Hay lắm em ơi. Lê Vy. Đã vượt qua một rừng cầu thủ Setaba. Không được. Rất tiếc sau khi qua rừng thì anh đã đụng cái khe. Lê Vy. Rất cố gắng. Yếu chiều cao 1m80 với thân hình khá chắc chắn nên anh cảm thấy một kỹ thuật tốt. Chúng ta nên gọi anh ấy là sóc con. Anh đang phá thủng những bức tường của Saitama FC. Cố lên, sắp 1-0 rồi. Quý Dương đợi vào. Trời ơi. Văn gì? Vâng. Anh chưa có một điểm nhấn nào. Khi đứng trên cạnh anh là những cầu thủ có chiều cao khá ấn tượng. Một pha bắt bóng chắc chắn của Minton. Lỗi rồi, lỗi rồi. Vâng, trọng tài đã chỉ tay. Một khi đã chỉ là có lỗi. Đây chỉ là câu nói vui của tôi. Một pha mất dạy mà. Và sút sang ngay. Tôi nghĩ đấy chỉ là một pha giải tỏa. Đâu, đã 20 phút đúng không? 20. Rất xuất sắc. Được rồi, đã qua đi. Đấy đấy. Đấy đấy, đúng không? Cái gì kìa? Qua là sang bên kính đấy, qua để là sang ngoan và đến khi đấy. Tấn công. Lê Vy. Đình Kinh. Đình Kinh. Trần Cánh. Huy Dương đã rất cố gắng sửa lỗi cho đồng đội. Có hai người một cánh này. Một pha rất dứt khoát của hậu vệ Saitama.
bóng đã được đưa lên cho Đình Quý Dương. Chiều cao là một cái chắc trở khá lớn cho các cầu thủ Real Tobama. Pha nỗ lực khá bóng của cầu thủ bên FC Saitama. Chỉ đã và chơi gắn rất cao lao của Chí Đạt. Và cần phải phạm lỗi, tôi nghĩ là như vậy. Nhưng không có chiếc thẻ nào rút ra. Và cố định sút không? Vâng. Đi đâu? Ngày lắm. Ôi giời ơi. Vâng, cố gắng. Tung được. Pha đánh đầu không có gì là hiểm móc của Lê Huỳnh. Quả lầm ra móc bóng. Và xuất xa để giải tỏa của Saitama FC. Ôi, lộ rồi. Thủ áo số 10 lên FC Saitama. Pha đẩy người rất lộ liễu. Đúng không? Ui. Cái này lùi đi em ơi. Đình Kính. Văn Cường. Lê Huy. Vẫn là Lê Huy. Rất xuất sắc. Rất tốt của Lê Huy. Ba cầu thủ không làm khó được anh. Khá là rườm rà. Thoải mái lên. Của Văn Cường. Không sao hả? Cần xử lý những pha bóng nhanh. Đó. Và chắc chắn. Vâng, và gấp bóng của tay rất cao của Chí Đạt. Lấy luôn. Không được. Vâng, thủ môn Minh Tân đã bị đau. Bóng hồng của Minh Tân đâu rồi? Hiện tại anh ấy đang cần. Công đài khác đang đầu ngang với Minh Tân là bóng hồng. Anh ấy đau chân thì bóng hồng đau lòng. Phút thứ 19 rồi. Đấu thứ hai. Số vẫn đang là. Ôi, anh ơi. Đi ra Long em mày có nhìn quay không? Anh ơi, anh ơi.
đó trực tiếp dành cho hàng thủ. Đây đẹp xe này thì la từ đằng sau lên mà móc thế mà thẻ đỏ luôn á. Đâu được bước sang thứ hai mươi. Có tiếc. Những giây phút cuối cùng. Cố lên nào các chiến binh Real Tây Ban Nha. Các anh đã là những người tuyệt vời rồi. Hãy cố giữ. Cô người đã khó nhỉ. Tiếp tục là xong rồi trước khung thành Real Tây Ban Nha. Vâng, rất may cầu thủ áo số 20 bên phía Real Tây Ban Nha đang ủng hộ chúng ta. Bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại. Trọng tài ơi, hết giờ rồi. Báo trước cái tổng tài đã kêu lên. Bình Dương. Vâng, tổng tài đẹp trai đã được quay kết thúc trận đấu. Ôi, tiếp thẻ bỏ ngay trước sau đồ đáo. Tiếp theo, trận đấu tiếp theo chúng ta sẽ đến với VFC và Coca FC. Chúng tôi sẽ quay lại trong ít phút. Xin quý vị đừng rời khỏi mắt, rời khỏi màn hình. Tạc 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 tạc.